Sáng sớm ngày hôm đó, Giang Tô vừa trải qua một cơn mưa phùn, không khí âm u và lạnh lẽo hơn thường ngày. Đường phố vẫn nhộn nhịp với dòng xe qua lại, nhưng dưới lớp sơn mỏng còn vương trên các tán cây và những tòa nhà. Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra mà ít ai có thể ngờ tới. Trung úy Tô Ninh cùng đội cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án từ một khu dân cư yên tĩnh. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ tên Lý Diễm Phương, 28 tuổi, sống một mình trong căn hộ nhỏ ở tầng 3 của một khu chung cư. Khi cảnh sát đến, cánh cửa đã mở toang và ngay lập tức một luồng không khí lạnh lẽo cùng mùi khét của điện giật xộc vào mũi mọi người. Bước vào phòng, cảnh tượng hiện ra khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Diễm Phương nằm bất động trên sàn trong nhà bếp. Xung quanh là nước vương vãi khắp nơi. Tay cô vẫn còn nắm chặt một chiếc phích cắm điện bị hỏng, khuôn mặt méo mó như bị vặn vẹo vì cú điện giật tử thần. Đôi mắt cô mở to đầy hoảng loạn, miệng cô há hốc trong nỗi kinh hoàng. Điều khiến đội điều tra rùng mình nhất là cảnh tượng trước miệng của cô gái bị nhét đầy thịt bò sống, đến mức miệng căng rộng như sắp xách. Những thớ thịt đỏ tươi lộ ra từ khóe miệng, nhão ra vì ngâm trong nước. Đây không phải là một cái chết thông thường, đây là một thông điệp, một hình phạt mang tính tượng trưng. Trên bức tường trắng tinh khôi phía sau thi thể, một dòng chữ viết bằng máu tươi lấp lánh trong ánh đèn phòng: kẻ bất hiếu đáng chết. Không khí trong căn hộ dường như ngừng lại. Bóng tối từ các góc phòng dường như vây quanh đội điều tra, và dòng chữ đỏ thẫm trên tường như một lời nguyền rủa từ địa ngục. Mọi người không ai nói một lời, chỉ nhìn nhau trong sự bàng hoàng. Tô Ninh đứng thẳng dậy, mắt cô dõi theo từng chi tiết nhỏ của hiện trường. Ánh mắt cô sắc bén nhưng bên trong có chút nặng nề. Đây không phải là chỉ đơn thuần là một vụ giết người. Hung thủ dường như muốn gửi một thông điệp trực tiếp tới nạn nhân, thậm chí còn sử dụng thức ăn như một công cụ tra tấn. Miệng của Diễm Phương bị nhét đầy thịt bò. Tại sao lại là thịt bò? Có vẻ như có sự liên quan nào đó giữa cách cô ấy chết và dòng chữ kẻ bất hiếu trên tường. Nhưng tại sao lại là một hình phạt tàn nhẫn như vậy? Tô Ninh chậm rãi bước quanh hiện trường, mắt dán chặt vào những chi tiết nhỏ nhất. Căn hộ của Diễm Phương rất bình thường, không có dấu hiệu của một cuộc đấu tranh. Cô ấy sống kín đáo, không xích mích với ai. Hàng xóm mô tả Diễm Phương là người trầm lặng, ít giao tiếp. Khi ánh mắt Tô Ninh dừng lại ở dòng chữ máu trên tường, một cảm giác bất an bao trùm lấy tâm trí cô. Bất hiếu, có thể nào đây là động cơ của kẻ giết người, một kẻ cuồng tín, hoặc kẻ nào đó bị ám ảnh với ý tưởng trừng phạt những người mà hắn cho là tội đồ. Khi đội cảnh sát vẫn còn mải mê phân tích những dấu vết ít ỏi tại hiện trường của vụ án Diễm Phương, một vụ án thứ hai bất ngờ xảy ra chỉ sau đó 2 tuần. Nạn nhân lần này là Ngô Trọng Lực, 45 tuổi, một chủ doanh nghiệp nhỏ trong ngành vận tải. Ông ta được tìm thấy chết gục trong văn phòng làm việc vào sáng sớm bởi một nhân viên. Hiện trường vụ án thứ hai khác biệt, nhưng đồng thời cũng có những chi tiết tương đồng một cách kỳ lạ. Trọng Lực chết vì ngạt thở, nằm ngay ngắn trên ghế làm việc với khuôn mặt tím tái. Nhưng cũng giống như vụ án của Diễm Phương, trên bức tường trong văn phòng của ông ta có một dòng chữ rõ ràng được viết bằng sơn đen: kẻ bất nhân đáng chết. Tô Ninh càng lúc càng cảm thấy căng thẳng khi vụ án thứ hai này được báo cáo. Một lần nữa, dòng chữ đầy ám ảnh lại xuất hiện, nhưng lần này là bất nhân. Hai vụ án mạng, hai cái chết kỳ lạ với những dòng chữ ám chỉ về đạo đức, về những tội lỗi mà hung thủ cho rằng các nạn nhân đã phạm phải. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đều không có tiền án hay liên quan đến bất kỳ tổ chức tội phạm nào. Cuộc sống của họ dường như không hề có điều gì khiến họ trở thành mục tiêu của một kẻ giết người tàn bạo. Chưa đầy một tuần sau, vụ án thứ ba tiếp tục xảy ra. Lần này là Trịnh Khải Minh, 32 tuổi, một doanh nhân trẻ thành đạt trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ. Anh ta được tìm thấy đã chết trong căn hộ cao cấp của mình tại khu chung cư hạng sang. Khác với những nạn nhân trước, Khải Minh chết do trúng độc. Thi thể của anh ta nằm gục trên bàn ăn, với ly nước còn dính vết thuốc độc. Nhưng sự tương đồng không thể bỏ qua là dòng chữ quen thuộc xuất hiện lần nữa.
lần này được vẽ bằng sơn đỏ. Kẻ bất nghĩa, đáng chết. Tô Ninh giờ đây đứng trước ba vụ án mạng liên tiếp. Mỗi vụ án mang theo một thông điệp rõ ràng về đạo đức và trách nhiệm xã hội. Cô cảm thấy như mình đang đối mặt với một kẻ giết người có kế hoạch tỉ mỉ và thâm hiểm. Người mà tự cho mình là thẩm phán của công lý, trừng phạt những kẻ mà hắn cho là có tội. Sau khi vụ án của Trịnh Khải Minh kết thúc, đội điều tra rơi vào bế tắc. Họ đã khám xét kỹ lưỡng nhà của các nạn nhân, điều tra cuộc sống cá nhân, công việc và các mối quan hệ xã hội của họ, nhưng không tìm ra được bất kỳ manh mối nào, chỉ đến một kẻ thù chung. Mọi thứ dường như đều đang đi vào ngõ cụt. Một buổi chiều ảm đạm, khi Tô Ninh đang ngồi trong văn phòng xem lại hồ sơ vụ án, cô nhận được một cú điện thoại từ Lưu Kiệt, một đồng nghiệp trẻ trong đội điều tra. Giọng nói của Lưu Kiệt đầy hứng khởi và căng thẳng. "Chị Tô, em vừa phát hiện một thứ có thể là chìa khóa cho tất cả vụ án này. Có một trang web rất kỳ lạ, nơi người ta thường xuyên đăng tải các bài tố giác hành vi tàn nhẫn của những người xung quanh họ. Cả ba nạn nhân của chúng ta đều bị tố cáo trên đó. Và các câu chuyện rất giống với dòng chữ trên tường hiện trường." Nghe đến đây, tim Tô Ninh chợt đập nhanh. Trang web tố giác hành vi của người khác. Cô nhanh chóng bảo Lưu Kiệt gửi thông tin chi tiết về trang web đó cho mình và bắt đầu tìm hiểu ngay lập tức. Trang web mà Lưu Kiệt phát hiện ra có giao diện đơn giản nhưng lại đầy những bài viết mang tính chất tố cáo. Người dùng có thể đăng tải câu chuyện mà họ đã chứng kiến, lên án các hành vi vi phạm đạo đức xã hội mà họ thấy ở người khác. Đáng chú ý hơn cả là việc các bài đăng này đều kéo theo hàng loạt bình luận phẫn nộ, đả kích và kêu gọi trừng phạt. Ba nạn nhân của ba vụ án, Lý Diễm Phương, Ngô Trọng Lực và Trịnh Khải Minh đều bị tố giác trên trang web này. Lý Diễm Phương bị một người tố cáo hành hạ mẹ già của mình, dẫn mẹ đến quán ăn và chỉ để bà ấy ăn bún không, trong khi cô ăn hết thịt trong tô. Bài đăng kể chi tiết rằng Diễm Phương thậm chí còn nhét hết phần thịt bò vào miệng khi bà mẹ già yếu đòi ăn, khiến người tố cáo và các thực khách khác bức xúc vô cùng. Dưới bài đăng là vô số lời bình luận chửi rủa, phẫn nộ, với nhiều người thậm chí còn kêu gọi cô ta đáng phải chết. Ngô Trọng Lực bị tố cáo là một ông chủ độc ác, quyệt lương của một nhân viên trẻ, khiến cậu ta phải nằm viện 2 tháng vì tức giận sinh bệnh mà không có tiền. Những lời lên án ông Lực vô cùng gay gắt, với nhiều người cho rằng hắn là một kẻ bất nhân, đáng bị trừng phạt. Trịnh Khải Minh, nạn nhân thứ 3, bị tố cáo cướp nghiên cứu của bạn bè để thành lập công ty riêng. Câu chuyện kể rằng Khải Minh đã phản bội người bạn chí cốt của mình, sau khi thành công thì đuổi bạn ra khỏi công ty. Những bình luận bên dưới không ngừng mỉa mai và kêu gọi kẻ bất nghĩa, đáng chết. Tô Ninh càng xem những bài tố cáo và bình luận, cô càng cảm thấy rùng mình. Dường như có một luồng sóng phẫn nộ ẩn nấp trong lòng xã hội, với nhiều người tự cho mình quyền phán xét và trừng phạt người khác mà không cần biết rõ sự thật. Các nạn nhân bị đưa ra tòa án công luận, bị chửi rủa và cuối cùng bị một kẻ nào đó quyết định thay mặt xã hội trừng phạt. Dù vậy, có một tài khoản đã khiến Tô Ninh chú ý hơn cả. Tài khoản có hình đại diện là một con mèo, đội nón len màu cam. Người này luôn xuất hiện trong các bình luận ở dưới những bài tố giác, và đặc biệt là những bình luận của hắn đều lặp lại chính xác câu nói được viết trên tường tại hiện trường vụ án. Kẻ bất hiếu, đáng chết. Kẻ bất nhân, đáng chết. Kẻ bất nghĩa, đáng chết. Không phải ngẫu nhiên mà lời bình luận này trùng khớp với những dòng chữ viết bằng máu và sơn trên tường của các nạn nhân. Đây chính là dấu vết đầu tiên mà đội điều tra có được sau nhiều tuần bế tắc. Tô Ninh lập tức yêu cầu bộ phận kỹ thuật lần theo dấu vết của tài khoản con mèo đội nón len màu cam. Sau vài ngày điều tra, họ phát hiện tài khoản này thuộc về người dùng tên Tô Hiểu Lâm, một sinh viên năm 3 của trường đại học luật. Thông tin này khiến mọi người trong đội điều tra ngạc nhiên. Hiểu Lâm, một cô gái trẻ đang học về luật pháp, lại có liên quan đến những vụ án mạng đầy tính chất phán xét này. Liệu có phải cô là hung thủ hay cô chỉ là một kẻ bình luận vô tư nhưng lại trùng hợp với các vụ án? Cảnh sát nhanh chóng triệu tập Tô Hiểu Lâm đến đồn để thẩm vấn. Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng như họ tưởng. Tại phòng thẩm vấn, Tô Hiểu Lâm tỏ ra điềm tĩnh và tự tin. Cô không phủ nhận việc mình đã bình luận trên trang web, nhưng khẳng định rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và cô không liên quan gì đến các vụ án mạng.
Tô Ninh hỏi cô về những lời bình luận kỳ lạ và về lý do tại sao những gì cô viết lại trùng khớp với những dòng chữ tại hiện trường. Hiểu Lâm chỉ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề để lộ chút cảm xúc gì. Cô trả lời chậm rãi. Chị Ninh, tôi chỉ nói ra những gì mình nghĩ. Nếu có ai đó hành động dựa trên những lời tôi nói, thì đó không phải là lỗi của tôi. Tôi chỉ đơn thuần muốn bảo vệ công lý. Thái độ của Hiểu Lâm khiến cả đội điều tra bối rối. Cô gái này hiểu rất rõ cách thức làm việc của cảnh sát, và điều đó khiến họ không thể khai thác thêm được gì từ cô. Không có đủ bằng chứng để buộc tội Hiểu Lâm, họ buộc phải thả cô về, nhưng vẫn âm thầm theo dõi mọi động thái của cô. Cảnh sát vẫn theo dõi Tô Hiểu Lâm, nhưng mọi thứ dường như rơi vào bế tắc. Hiểu Lâm không làm gì khả nghi, cô vẫn đi học, vẫn tham gia các hoạt động thường ngày, và thậm chí còn được nhiều người biết đến như một cô gái có lòng nhân ái. Cô thường xuyên giúp đỡ người khác, từ việc dắt người già qua đường cho đến việc nuôi dưỡng những con mèo hoang. Hiểu Lâm không hề có dấu hiệu nào của một kẻ giết người máu lạnh, càng khiến đội điều tra của Tô Ninh rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn. Một chiều mưa nặng hạt, Tô Ninh ngồi trong văn phòng, đăm chiêu nhìn vào hồ sơ của các vụ án. Mọi manh mối dường như đang chơi trò trốn tìm với cô. Hiểu Lâm, với sự hiểu biết sâu rộng về luật pháp và khả năng xoay chuyển tình huống trong các buổi thẩm vấn, khiến mọi người cảm thấy khó tiếp cận. Nhưng có điều gì đó trong lòng Tô Ninh mách bảo rằng Hiểu Lâm dù có thể không phải là hung thủ trực tiếp, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng cô gái trẻ này biết điều gì đó, hoặc thậm chí đã giúp che giấu hung thủ. Tô Ninh biết rằng để tìm ra sự thật, cô cần một cách tiếp cận khác. Cô cần phải hiểu rõ hơn về các nạn nhân cũng như cuộc sống của họ trước khi chết. Cảm nhận có điều chưa ổn trong những thông tin mà họ thu thập từ trước, Tô Ninh quyết định điều tra kỹ hơn về cuộc sống của ba nạn nhân. Cô bắt đầu tìm hiểu sâu về quá khứ, gia đình và những người xung quanh họ. Tuy nhiên, họ chẳng có chút liên hệ nào với Tô Hiểu Lâm. Khi những tháng dài trôi qua mà không có bất kỳ tiến triển nào, đội điều tra của Tô Ninh dần mất đi sự kiên nhẫn. Cấp trên bắt đầu tỏ ra không hài lòng. Mọi áp lực đè nặng lên vai Tô Ninh. Tin tức về việc bàn giao vụ án cho một tổ điều tra khác đã lan truyền trong văn phòng cô, đồng nghĩa với việc vụ án mà cô đang theo đuổi suốt thời gian qua có thể sẽ không còn thuộc về cô nữa. Trước khi vụ án chính thức bị chuyển giao cho tổ điều tra khác, Tô Ninh quyết định sẽ gặp Tô Hiểu Lâm một lần cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cùng của cô để tìm ra sự thật, hoặc ít nhất để sâu chuỗi những điều mà cô chưa thể giải thích được. Lần này, cô không còn hy vọng vào việc khai thác thêm từ Hiểu Lâm bằng những câu hỏi điều tra thông thường nữa. Thay vào đó, cô muốn thử một cách tiếp cận khác, cách mà cô chưa từng thử trước đây. Buổi chiều hôm ấy, trời âm u, mang theo không khí lạnh lẽo như thể báo trước điều gì đó nặng nề. Tô Ninh gặp Tô Hiểu Lâm tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh, nằm giữa lòng thành phố. Khác với những lần thẩm vấn căng thẳng trong phòng điều tra, không có cảnh sát, không có áp lực của cuộc điều tra bao trùm. Chỉ có hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, một kẻ săn đuổi sự thật và một người được cho là đang giấu kín nó. Tô Hiểu Lâm với ánh mắt sắc lạnh và gương mặt không biểu lộ cảm xúc, im lặng nhìn Tô Ninh khi cô bước vào. Cô biết tại sao Tô Ninh muốn gặp mình, nhưng lần này có vẻ mọi thứ khác với những lần trước. Không còn những câu hỏi trực tiếp mang tính thẩm vấn, không còn áp lực hay chiến thuật. Tô Ninh chỉ ngồi đó, bình thản gọi một tách cà phê, rồi từ từ bắt đầu cuộc trò chuyện. Hiểu Lâm, tôi biết cô là người rất thông minh. Cô hiểu luật pháp và quy trình điều tra của chúng tôi quá rõ ràng. Và chính vì điều đó, suốt những tháng qua, cô đã chứng kiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra sự thật. Tô Ninh bắt đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng có chút trầm tư. Nhưng hôm nay, tôi không đến đây để thẩm vấn cô. Tôi đến để kể cho cô nghe một câu chuyện. Tô Hiểu Lâm nhướng mày, dường như không hiểu ý của Tô Ninh. Nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, chờ đợi. Tô Ninh tiếp tục. Tôi muốn cô biết rằng chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về ba nạn nhân của cô. Những gì tôi sắp kể cho cô nghe có lẽ sẽ khiến cô bất ngờ, thậm chí có thể khiến cô phải suy nghĩ lại về những gì cô đã tin tưởng. Hiểu Lâm vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt cô đã có chút thay đổi. Từ thái độ lạnh lùng ban đầu, bây giờ cô có vẻ tò mò. Tô Ninh bắt đầu kể, giọng nói đều đặn nhưng đầy sức nặng.
Lý Diễm Phương, người phụ nữ bị giết vì tội bất hiếu. Cô ấy không phải là kẻ hành hạ mẹ mình như những gì cô nghĩ. Thực ra mẹ của cô ấy bị bệnh gút nặng và bác sĩ đã cấm bà ấy ăn thịt đỏ, đặc biệt là thịt bò. Diễm Phương đã phải gánh vác mọi trách nhiệm chăm sóc mẹ, người mắc chứng Alzheimer, khiến bà không thể tự lo cho mình. Câu chuyện cô thấy trên mạng chỉ là bề nổi, được theo dệt từ những người chứng kiến bên ngoài, không hiểu rõ hoàn cảnh thực sự. Ngô Trọng Lực, người bị cho là bất nhân, lại là một ông chủ vô cùng tốt bụng. Ông ta đã giúp đỡ rất nhiều sinh viên nghèo có việc làm để trang trải học phí. Người tố cáo ông ta không phải là nạn nhân thật sự, mà là một kẻ ăn cắp tiền từ công ty của ông và bị sa thải. Trong cơn giận dữ, hắn đã tung tin đồn thất thiệt để trả thù. Còn Trịnh Khải Minh, người bị gán cho tội bất nghĩa, cũng không phải kẻ phản bội bạn bè như cô đã nghĩ. Người bạn thân từng làm trung viện nghiên cứu của anh ta là một con nghiện cờ bạc, nhiều lần mượn tiền nhưng không trả. Khi Khải Minh từ chối giúp đỡ thêm, người bạn đó đã dựng chuyện, nói rằng Khải Minh cướp công nghiên cứu của mình. Khi từng câu từng chữ từ miệng Tô Ninh vang lên, khuôn mặt của Tô Hiểu Lâm bắt đầu biến sắc. Lúc đầu, Hiểu Lâm cố gắng giữ cho nét mặt bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng bắt đầu trỗi dậy khi sự thật dần dần hiện rõ. Đôi tay cô siết chặt, cơ thể căng cứng, như thể tâm trí đang chống lại mọi điều Tô Ninh nói. Thế nhưng, từng lời nói sắc bén của Tô Ninh giống như từng nhát dao xuyên qua bức tường tự tin mà Hiểu Lâm đã xây dựng suốt những năm tháng qua. Đôi mắt của Hiểu Lâm dần trở nên trống rỗng, mất đi sự sắc lạnh thường thấy. Cô vẫn giữ im lặng, nhưng ánh nhìn như xa xăm, vô hồn. Sự thật đang bóp nghẹt niềm tin mà cô đã luôn bám víu. Niềm tin rằng cô là người thực thi công lý, rằng cô bảo vệ thế giới khỏi những kẻ xấu xa. Nhưng giờ đây, sự thật tàn nhẫn như đang nghiền nát tất cả. Từng lớp niềm tin của Hiểu Lâm sụp đổ, kéo theo đó là sự hỗn loạn và bối rối không thể kiềm chế. Cô tự nhủ trong đầu, lặp đi lặp lại như một lời trấn an vô vọng. Không, không thể nào, mình đã làm đúng mà, họ đáng chết. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt trống rỗng ấy, sự thật đã bắt đầu len lỏi. Cô hiểu rằng mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Tô Ninh không ngừng nhìn chằm chằm vào mắt Hiểu Lâm, dõi theo từng chuyển biến cảm xúc phức tạp trong cô gái trẻ. Khi nhận ra tâm lý Hiểu Lâm đang dao động mạnh, Tô Ninh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán tiếp lời. Cô nghĩ rằng mình đang làm những điều đúng đắn. Hiểu Lâm, cô tin rằng cô là người đứng về phía công lý. Nhưng thực chất, cô chỉ phán xét người khác mà không hiểu rõ câu chuyện. Cô đã trở thành kẻ phán xét, không khác gì những người mà cô căm ghét. Mạng sống của những người vô tội đã bị cướp đi, chỉ dựa trên điều mà những người như cô chỉ biết một nửa. Những lời nói của Tô Ninh đánh mạnh vào tâm lý Hiểu Lâm, khiến cô không thể tiếp tục phủ nhận. Hiểu Lâm ngồi im lặng, đôi vai bắt đầu rung lên. Cảm giác hoang mang, tội lỗi và đau khổ bắt đầu ập đến, giống như sóng biển ào ào cuốn phăng chân lý mà cô từng tin tưởng. Sự vỡ òa bắt đầu từ trong ánh mắt, rồi lan dần ra khuôn mặt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô không còn đủ sức ngăn lại. Những gì cô đã làm, cô tin rằng đó là công lý, là trừng phạt thích đáng, giờ đây lại trở thành một sự nhầm lẫn khủng khiếp, một sự tàn nhẫn không thể tha thứ. Tôi đã sai, Hiểu Lâm lẩm bẩm, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Tôi không biết. Giọng cô nghẹn lại, không còn bình tĩnh, không còn sắc lạnh như trước. Hiểu Lâm giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Không chờ đợi thêm, Tô Ninh đứng dậy ngay sau khi hoàn thành lời nói cuối cùng. Cô không cần phải nghe thêm lời nào từ Hiểu Lâm. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, vạch trần sự thật, lột trần sự sai lầm của Hiểu Lâm. Tô Ninh rời khỏi quán cà phê, bước đi dứt khoát, như thể sự sụp đổ tâm lý của Hiểu Lâm không còn là điều cô cần phải quan tâm. Cô biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô gái trẻ ngồi lại trong quán cà phê, cô độc trong thế giới của mình, nơi mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng điều mà Tô Ninh hiểu rõ hơn cả là đôi khi sự thật cần phải đau đớn đến mức này mới có thể đánh thức được con người. Trong giây phút đó, khi bóng dáng của Tô Ninh gần như biến mất khỏi cửa, Hiểu Lâm bật dậy, giọng nói yếu ớt nhưng đầy khẩn cầu. Khoan đã! Cô hét lên, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, cơ thể run rẩy. Tôi muốn nói điều này. Tô Ninh khựng lại,
quay đầu nhìn cô gái trẻ. Hiểu Lâm tiến đến gần Tô Ninh, không còn sự tự tin và lạnh lùng nữa, mà chỉ là sự rối bời và đau khổ. Cô nhìn thẳng vào mắt Tô Ninh, giọng run run nhưng đầy cảm xúc. Chị nghĩ tôi không hiểu sao? Tôi đã thấy quá nhiều bất công trong cuộc đời này. Có những kẻ xấu xa vẫn nhởn nhơ ngoài kia. Công lý thường bị che mắt bởi quyền lực, tiền bạc và những thứ tồi tệ khác. Tôi chỉ muốn thay đổi điều đó. Cô cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, như cố gắng níu giữ chút gì đó còn sót lại trong niềm tin của mình. Tôi đã thấy người ta bất công với mẹ tôi, người đã hy sinh cả đời cho gia đình. Bà không được trả ơn, chỉ bị đối xử tàn nhẫn. Tôi thấy những người xung quanh mình bị chà đạp bởi những kẻ có quyền. Tôi nghĩ mình có thể thay đổi điều đó bằng cách trừng phạt những kẻ xấu xa. Nhưng tôi đã sai. Tôi không biết họ vô tội. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu không ai làm gì thì tôi phải làm. Hiểu Lâm rơi vào trạng thái hoàn toàn vỡ vụn, giọng cô lạc đi trong cơn mưa nước mắt. Tôi đã sai lầm, phải không? Tôi đã không nhìn thấy sự thật. Tôi chỉ muốn công lý, nhưng cuối cùng tôi lại chính là kẻ gây ra bất công. Tô Ninh đứng lặng nhìn Hiểu Lâm. Cô không cắt ngang. Những lời bộc bạch của Hiểu Lâm không phải để biện minh, mà là sự giải phóng tâm lý của một người đã chịu đựng sự bức bối trong lòng quá lâu. Đây không còn là một cô gái lạnh lùng lý trí. Đây là một con người đang đối diện với nỗi đau của chính mình, sự thất bại của lý tưởng mà cô đã theo đuổi. Cuối cùng, Tô Ninh nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói mang theo sự bình tĩnh nhưng đầy ý nghĩa. Công lý không thể đến từ sự phán xét vội vàng, nó cần phải dựa trên sự thật và lòng trắc ẩn. Hiểu Lâm, nếu không, nó chỉ là một vũ khí nguy hiểm trong tay kẻ mù quáng. Hiểu Lâm không trả lời, cô chỉ đứng đó, gục đầu xuống, khóc trong im lặng. Một tuần sau, tại phòng điều tra, không khí nặng nề bao trùm khi vụ án đã chính thức khép lại. Tô Hiểu Lâm đã tự thú, thừa nhận mình chính là kẻ đứng sau 3 vụ giết người. Cô bị bắt giữ và chờ ngày ra tòa. Dù biết rõ luật pháp, nhưng Hiểu Lâm không còn trốn tránh trách nhiệm nữa. Cô đã hoàn toàn hiểu rằng sự phán xét không phải là quyền lực mà ai cũng có thể tùy tiện sử dụng, kể cả khi họ tin rằng mình đã làm điều đúng đắn. Tô Ninh ngồi trong văn phòng, nhìn qua cửa sổ. Bầu trời hôm nay u ám, như phản ánh sự nặng nề trong lòng cô. Vụ án kết thúc, nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại không hề xuất hiện. Thay vào đó, có một nỗi buồn âm ỉ bao trùm lấy tâm hồn cô. Hiểu Lâm, cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, có tiềm năng trở thành một người bảo vệ công lý thực sự, đã lạc lối. Hiểu Lâm sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Nhưng hơn hết, cô phải sống với sự dằn vặt vì mình đã trở thành kẻ mà mình ghét nhất. Trong khi đó, Tô Ninh tiếp tục cuộc hành trình của mình, mang theo trong lòng bài học về sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn trong việc tìm kiếm công lý thực sự. Câu chuyện về Tô Hiểu Lâm và hành trình truy tìm sự thật của Tô Ninh là một minh họa rõ ràng cho sự phức tạp của công lý và đạo đức trong xã hội hiện đại, đặt ra những câu hỏi quan trọng về cách chúng ta nhìn nhận công lý. Khi mạng xã hội và thông tin lan tràn khắp nơi, con người ngày càng dễ dàng bị cuốn vào sự phán xét mà không hiểu rõ câu chuyện phía sau, nhắc nhở chúng ta rằng công lý không thể đến từ sự vội vã hay cảm xúc nhất thời. Công lý là một con đường dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và khả năng thấu hiểu. Chỉ khi con người biết lắng nghe toàn bộ sự thật, công lý mới thực sự được thực thi một cách công bằng và đúng đắn. Mình là Sasa, người kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Và đừng quên ấn thích và đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!